Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần, chúng ta sẽ gặp một nhân vật khách mời. Và dĩ nhiên rồi, chúng tôi cũng không tin rằng là một nhân vật khách mời là có một câu chuyện đâu. Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện mà mình đã từng trải nghiệm qua, mình cũng muốn được kể lại, mình cũng muốn được chia sẻ. Và tuần này thì thật sự cũng không biết là chúng ta sẽ được chia sẻ bao nhiêu câu chuyện từ một khách mời, hay chúng ta cũng chỉ được nghe một câu chuyện từ họ mà thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời để có thể giải mã được điều đó mọi người nhé. Chào em. Dạ, con chào cô. Con chào cô luôn hả? Mình sinh năm nhiêu nè? Dạ, sinh năm 97. Vậy thôi mình gọi chị đi được. Dạ rồi, em chào chị ạ. Rồi vậy đi. Em tên là Thông Lê, đến từ Hậu Giang. Wow, đến từ Hậu Giang. Dạ. Hiện giờ thì mình đang sinh sống ở đâu? Hiện tại em đang sinh sống ở Hậu Giang cùng với gia đình. Ở Hậu Giang luôn. Dạ. Có nghĩa là ngày hôm nay là em đi từ Hậu Giang lên đây. Dạ. Em bắt xe từ Hậu Giang em lên tới đây và em gặp chị. Trời đất ơi, mọi người ơi, thông qua màn ảnh muốn ngồi vỗ tay ghi nhận ảnh dùm nha. Cái điều gì khiến em thôi thúc em để em chấp nhận tham gia chương trình ngày hôm nay, khi mà nghe cái quãng đường đi thôi là thấy kỳ công lắm rồi đó. Em nghĩ rằng là mỗi một nhân vật lên đây đều có một cái tiếng lòng của mình. Ê, chưa giờ hết chuẩn bị khóc là sao vậy trời? Mỗi một người đều sẽ có những cái câu chuyện để mà nói lên. Thì mong rằng sau cái câu chuyện này thì mọi người sẽ đồng cảm và hiểu hơn về họ. Đó là cái lý do mà em lặn lội từ dưới Hậu Giang em lên tới đây để em ghi hình chương trình. Chị chưa kể. Tự nhiên nghe cái thấy vài điều bánh bông lan đâu đây. Tự dưới quê mẹ tôi lặn lội tới trên này rồi đó. Dạ, miền Tây chất phát thật thà. Thế thì điều gì khiến em không thể nói với một ai đó ở ngay bên cạnh đời mình? Không có ai để mình kể, hay mình kể rồi mà người ta không có hiểu? Dạ, những lúc buồn, những lúc tâm trạng thì em có nói, nhưng mà như chị Nha đã nói thì họ không nghe, không muốn nghe. Cho nên từ đó nó tạo nên cái khoảng cách giữa em với bố mẹ, giữa em với bạn bè, giữa em với những người xung quanh. Mọi thứ gì luôn hả? Dạ, những lúc đó thì em chỉ muốn bức tường và em có ý định là em... Những lúc đó thì em phải sống. Mà em đã sống thì em phải sống một cuộc đời thật huy hoàng. Vậy thì bây giờ như vậy đi, không có chuyện gì mà tự dưng nó tới. Dạ. Và giống như là Thông vừa mới chia sẻ với mọi người đó, là trong mọi mối quan hệ thì em đều có những cái dính mắc. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu từ cái mối quan hệ nào đây, và từ cái giai đoạn độ tuổi nào để thấy rằng là mọi cái diễn biến của mình nó càng ngày càng trở nên tệ hơn, mình cô độc hơn? Em Hùng, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Thì em xin bắt đầu từ cái tuổi thơ của em. Ai cũng có một cái tuổi thơ đẹp, nhưng đối với em thì tuổi thơ của em là những ngày tăm tối. Gia đình em thì bên nhà nội không thương. Nhà mình có mấy người? Nhà của em thì ngày xưa thì nó có 4 người. Bố mẹ em và chị hai. Và sống chung với ông bà nội một thời gian thì đi ra riêng. Mà ở trong một cái nhà mà chị Nha biết là gió là sập ngay. Và nhà nội không thương, đơn giản một điều thôi. Tại vì nghèo. Và bố mẹ em đã từng có ý định là sẽ bỏ đi. Em rất là nhớ cái khoảnh khắc mà trời mưa đó chị Nha. Cha mẹ của em mới đứng mà kiểu mà giữ cái tấm cao su của chị để cho em với chị hai ngủ. Em nhớ hoài những khoảnh khắc đó. Năm đó em mới chừng 3-4 tuổi. Thì khi mà mẹ em mang bầu, em mẹ đã phải vất vả. Lúc đó là gia đình em là sống trong cái cảnh cùng cực đó chị. Chị có biết là ăn cơm là không có cái bàn để ngồi luôn đó chị. Đó là cái tuổi thơ mà em nhớ mãi đến ngày hôm nay, em không bao giờ quên được. Điều đó đồng nghĩa với việc là ba mẹ cũng sẽ phải rất là vất vả để có thể mưu sinh. Có thể là cha mẹ em không có được giàu có như mọi người, nhưng mà đã dành hết tất cả những gì cho hai chị em của em, mà đến ngày hôm nay vẫn như vậy. Vẫn âm thầm, vẫn luôn yêu thương em. Mặc dù là không có nói ra, nhưng có những lúc hiểu lầm thì tạo nên khoảng cách. Và em mong rằng là chị Nha sẽ giúp cho em để mà chia sẻ với bố nhiều hơn để mình có thể là hiểu nhau hơn. Ba mẹ hiện nay là ở Hậu Giang. Dạ. Công việc của ba mẹ là gì? Dạ, ba thì làm nông, còn mẹ thì nội trợ. Em có dễ dàng nói chuyện với ba mẹ em không? Không phải là tâm sự mà là nói chuyện bình thường thôi. Dạ, em thì từ lúc nhỏ đến lớn thì em chỉ nói chuyện với mẹ thôi. Em không có nói chuyện với ba, không phải vì ghét, mà là thường cái người đàn ông họ không nói. Cả em và cả ba. Thì đó là cái lý do mà không thể nào nói ra được, mặc dù rất là thương em. Ừ. Vậy thì trong cái sự trưởng thành của mình á, cái ký ức tuổi thơ của mình, công việc của ba mẹ cũng như cái sinh hoạt của gia đình á, ngoài cái sự cùng cực kham khổ mà mình đã từng lưu giữ lại trong ký ức, thì nó có thêm những cái gì mà khi nhớ lại, bây giờ nhớ lại mình cảm thấy mình rất là không vui? Dạ có nhiều lắm chị. Em nhớ có cái lúc mà nhà nội cho thức ăn chị. Em còn nít mà vui lắm, nói mẹ ơi hôm nay có đồ ăn ngon rồi. Nhưng khi mà mở ra là ôi thiêu, là phải đổ bỏ. Khi mà những cái người nào mà muốn vào nhà của em á, thì nhà nội em là kiên quyết không cho vào. Khi mà mua bánh kẹo hay mua cái gì đó,
bởi em đòi là chửi, là không cho. Nhưng mà việc mọi người tiếp xúc nhà em thì liên quan gì tới nhà nội em, dù nghèo hay giàu? Ngày xưa đó chị, cái định kiến giàu nghèo đó chị, nó rất là rõ ràng trong xã hội. Và đến ngày hôm nay nó vẫn còn. Nghèo là họ không quan tâm tới chị. Nhưng mà nhà nội em có quyền không quan tâm vì không thích nhà em nghèo. Nhưng mà những người khác người ta quan tâm thì ảnh hưởng gì tới nhà nội em? Những người khác đó là gồm bao gồm những người trong nhà chị. Thế lúc mà gia đình của mình ra ở riêng là vẫn ở riêng trên phần đất? Dạ, vẫn ở trên đất của nhà nội. Đến thời điểm nào thì nhà mình mới xây kiên cố lại được một chút? Đến thời điểm em với chị em bắt đầu đi học thì xây lại cũng tạm gọi là được thôi, chứ cũng chưa gọi là chắc chắn. Hiện tại đây thì nhà em đã khang trang rồi, nhưng mà những cái ký ức đó nó vẫn còn mãi trong em, còn mãi trong tâm trí em. Trong cái ký ức của em, có lần nào mình nhớ rằng là nhà mình với nhà nội có những cái cuộc đụng độ rất là khủng khiếp không? Dạ cũng có. Giống như em với lại mấy con của chú bác á, cũng nít lỡ mà đụng thôi thì mẹ em với lại cha em đánh tụi em rất là nhiều. Em không bao giờ quên được những ngày tháng đó. Và tưởng chừng như cái tuổi thơ cơ cực đó của em nó đã qua rồi. Khi em đi học thì sóng gió đánh về một lần nữa. Khi mà em đi học thì em bị bạo lực học đường. Mỗi ngày đến lớp của em là mỗi một ngày sống trong sợ hãi. Đó là năm mình học lớp 6. Dạ, năm học lớp 6. Bạn bè hội đồng tẩy chay em. Vì lý do? Vì lý do là em không được đẹp. Và em, các bạn không gần gũi em. Định nghĩa đẹp của các bạn lúc đó là các bạn mong cầu cái điều gì thì mới được thừa nhận? Các bạn nghĩ rằng là phải như các bạn, còn phải vì em xuất thân từ nông thôn cho nên em không có đầy đủ với các bạn. Em nhớ hoài khoảnh khắc mà khi đi học với chị nha. Các bạn cứ dùng những lời lẽ cay độc để nói với em. Khi ngồi như một cái bàn á, thì các bạn nếu là cách ly em ra một mình em thôi. Có thời điểm đó có một cái bạn nữ trong lớp chửi em và chửi luôn cả mẹ em nữa. Em không có nói tên được nhưng mà em rất là nhớ cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà lúc đó em lại im lặng. Đó là cái thời điểm mà em bị bạo lực học đường. Những cái lời lẽ mà mình phải nghe cái sự kỳ thị từ các bạn thì các bạn nói gì về mình không? Các bạn nói là thứ không ra gì, nhiều cái lắm chị. Họ không có đánh em bị bạo lực về tinh thần. Dạ, ngôn từ họ luôn luôn dùng những từ cay độc để nói với em. Và có những lúc gia đình em cũng dùng những từ rất cay độc để nói với em. Qua khỏi năm lớp 6 thì điều đó vẫn còn tiếp tục? Dạ, thì lên đến năm lớp 9 thì em đã không còn bị nữa. Có nghĩa là lớp 6, lớp 7, lớp 8 là những cái ngày kéo dài về sự cô lập và bị dùng những cái bạo lực ngôn từ. Dạ, bạo lực ngôn từ. Thì trong lớp thì có những bạn rất là thương em. Chính vì thế mà em cũng không có bị buồn, em không có bị một mình. Cấp 3 thì em tìm lại được niềm vui của mình. Nhưng nhờ vào cái gì? Em gặp lại những người bạn cũ. Em gặp được những người yêu quý. Nhưng mà cuộc đời em thì nó cũng chưa dừng lại ở đó. Em lại phải đối mặt với những cái khổ đau một lần nữa. Đó chính là khi mà 2017 em bắt đầu đam mê với nghệ thuật. Thì bố mẹ em mới phản đối. Năm đó mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó em nhớ em năm 17 tuổi. Em rất là đam mê. Em đi làm đủ công việc hết chị nha. Em đi làm phục vụ bàn, em đi làm bảo vệ, em đi làm tất cả công việc. Em không có quan trọng là công việc đó như thế nào. Ban ngày em làm thì tối em đi học thanh nhạc chị. Em lén gia đình em đi học. Giống như ngày hôm nay vậy. Em đi quay là em không có nói với mẹ. Nhưng mà em nghĩ là khi mẹ mà xem được con trên đây thì con cũng cảm ơn mẹ nhiều. Bởi vì mẹ đã luôn luôn là yêu thương con. Cái việc học của mình nó có bị dừng lại giữa chừng không? Dạ không. Em thì em được chỉ của em á, thì phải nghỉ học để cho em học hết lớp 12. Là em học hết lớp 12 thì vì hoàn cảnh nữa cho nên em không thể nào tiếp tục con đường đại học. Em cũng chạnh lòng lắm. Khi mà mọi người đều học đại học, mọi người đều có bằng, mọi người đều học trường này trường kia thì em lại tủi thân với một mình với những cái chuyện đau buồn mà không thể nào nói ra được. Còn về cái việc mà bố mẹ không phải là ghét em bởi vì phản đối em về cái nghề nghiệp, bố mẹ sợ em bị cuốn vào những cái không đáng, bị ảnh hưởng bởi những cái không tốt cho nên là bố mẹ mới không cho em làm. Có khi nào em nghĩ rằng là ba mẹ cũng hoài nghi và lo lắng về khả năng thành công trên một cái con đường quá chông gai để cản em? Thôi thì hào quang thì không biết lúc nào nó trổ đâu, cho nên mình cứ làm những cái việc mà nó căn bản hơn, mình nhìn thấy cái thành quả nó chắc chắn hơn, nó cụ thể hơn. Cho nên ba mẹ ra sức cản em không? Dạ có. Ba mẹ nói những cái từ bình thường cũng có, thậm chí những từ khó nghe cũng có. Cái điều khó nghe nhất mà mình đã từng phải nghe từ gia đình của mình là gì thôi? Dạ, cái điều khó nghe nhất đó là em có nghe được là nghèo mà bà đặt làm nghệ sĩ. Nghèo mà bà đặt làm nghệ sĩ. Hồi lúc chị em với em xung đột, chị em có nói một câu như thế này. Em cũng không có ngần ngại vì em là người thuộc cộng đồng LGBT. Thì chị em có nói một câu là: mày đi ra ngoài đó cho người ta làm mà như vậy đó. Em rất là đau chị. Nhưng mà em lại im lặng bởi vì em nghĩ rằng là em có nói lại thì cũng chẳng được gì.
em biết rằng chị mình thương mình thôi. Trong lúc nóng giận thì có những cái lời nói nó hơi nhiệt độ thôi. Tức là chị cho rằng là vấn đề giới tính của mình là tại vì mình theo đuổi cái nghề này mà. Dạ, cái vấn đề chính là em không được thấu hiểu. Em im lặng đến mức mà em không nói được một lời nào với gia đình. Nhưng... Vì sao mọi người rất yêu thương em nè, em cũng rất yêu thương mọi người nè. Mọi người không cản trở cái con đường nghề nghiệp của em, chỉ là hoài nghi thôi nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ. Mọi người cũng không có kỳ thị cũng như phủ nhận cái vấn đề giới tính của em. Vậy thì điều gì nó trở thành rào cản trong cái mối quan hệ giao tiếp ở gia đình của mình? Em vẫn nói, nhưng mà gia đình em lại không lắng nghe. Lúc bác sĩ khám sức khỏe cho em có nói em phải ngồi lại để em nói chuyện với gia đình. Và em cũng có bày tỏ là em cũng có chia sẻ những cái nỗi niềm của em, nhưng mà đôi khi bố mẹ họ không thể nào ngồi lại nghe mình được. Thì em nghĩ rằng là sau chương trình này em sẽ cố gắng để mà em ngồi lại chia sẻ nhiều hơn. Em có nghĩ là thực ra họ biết hết á? Dạ, họ biết. Thế thì khi mình biết điều đó thì mình kỳ vọng điều gì nữa về cái việc là người bố của mình, người ba của mình phải nói lại một câu cũng ngôn tình, cũng ôm ấp mình, cũng phải hồi đáp rằng ừ ba rất là thương con, hoặc là ừ vấn đề của con ba rất là hiểu. Ba mẹ cũng đã làm hết mức có thể trong năng lực của họ rồi. Đừng quên những tháng ngày ba mẹ phải vất vả để có được một cái điều kiện kinh tế tốt hơn. Điều này nó lấy hết thời gian của họ rồi. Trong cái khả năng của họ, họ cũng không thể giống một ông bố bà mẹ nào đó trên phim để ôm con mình một cái. Mẹ ở đây nè, ba ở đây nè, khó khăn gì về đây nói ba mẹ nghe. Nhưng mà họ có bao giờ biến mất khi em cần đâu. Thì đó là cách mà ba mẹ em hiểu em. Chúng ta nói nhiều về cái câu chuyện là phụ huynh phải hiểu cho các con, nhưng ở một cái chiều kích ngược lại, các con đã đủ bao dung, thứ tha và đặc biệt là hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút để đón nhận cái tấm lòng của phụ huynh hay chưa thì cũng là một vấn đề. Dạ. Vấn đề còn lại của mình là thôi đừng kỳ vọng vào những câu ngôn tình. Coi như nó không phải là cái kịch bản dành cho nhà mình yêu thương nhau kiểu khác. Em đâu có phải đi so em với một ai đó nữa để thấy chỗ sao ba má nó làm được, ba má mình làm không được. Thế em bị buồn, ba má mình sẽ làm theo kiểu khác, mình làm được không? Dạ được. Điều gì làm cho em trả lời chị nhanh như vậy? Em nghĩ rằng là gia đình mình hạnh phúc theo kiểu của mình, không so sánh với bất kỳ một ai cả. Và mình nghĩ rằng là một ngày em phải ngồi lại em nói là con rất là thương cha mẹ. Con rất là cảm ơn cha mẹ, chỉ là con không có nói lời ngọt ngào. Cha mẹ cũng vậy, chúng ta là một gia đình mà. Nói không được thì nhắn tin. Nói gì thì nói, nhiều khi ông bố bà mẹ không có trả lời tin nhắn đâu. Dạ. Vui đó. Cái người làm cha mẹ không có gì hấp dẫn họ bằng cái việc đó là họ được nghe những cái lời tâm tình từ con cái của mình được gửi theo nhiều cách đâu. Em ôm em nói trực tiếp được thì quá tốt. Mà em cảm thấy là không, em vẫn còn ngại. Em nhắn tin cho họ. Nếu như trường hợp ba mẹ không đọc được tin nhắn luôn, có những phụ huynh có thể họ cũng chưa tiếp cận được mặt chữ, gửi tin nhắn thoại. Có một cái điều này nè chị Nhi, mà em nghĩ rằng ai cũng sẽ nói như em. Tại sao mà hồi ngày mình còn bé, mẹ mình ngồi ôm mình hàng giờ khi mình bệnh hay dạy mình nói. Nhưng mà bây giờ đây khi mẹ mình lớn tuổi, mẹ mình già yếu đi thì mình lại không có bên cạnh. Vậy em định làm gì để thay đổi cái điều đó? Công việc thì ai cũng phải rời xa gia đình rồi. Thì mình cố gắng mình lâu lâu đó mình về mình thăm gia đình, để mình tạo cái sự ấm áp gia đình. Em rất là sợ cái cảm giác như thế này. Có một cái bài hát đó, có một cái câu là má ơi con về mà má nơi đâu. Em rất là sợ khi mà không còn nghe tiếng mẹ mình nữa. Năm nay ba với mẹ bao nhiêu? Dạ, mẹ em thì sinh năm 1970, 52. Có tuổi phải không? Dạ. Thực ra về bản chất là thời gian mà chúng ta gặp gỡ ba mẹ nó là đếm ngược, chứ nó không có đếm thêm. Còn ăn được với nhau một bữa cơm là bớt một lần được ăn cơm. Hiểu ý chị không? Dạ em hiểu. Cho nên là tận dụng được thì cứ tận dụng. Em vượt qua được bạo lực học đường là nhờ vào cái việc mình tin rằng mình vẫn có một nơi để an trú, đó là gia đình. Dạ đúng. Hôm qua cái chương trình này con cũng xin lỗi tới cha mẹ. Có những khi con nóng, con nói những cái lời không hay thì con cũng xin lỗi và con cũng cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương con từ lúc sinh con ra đến giờ. Mình xin lỗi mà sau này mình có sửa không? Dạ có. Cảm ơn chị Nhi đã cho em những cái lời khuyên rất là chân tình. Mà em nghĩ rằng là em phải ngồi lại để em chia sẻ nhiều hơn. Nói nhiều chưa được thì nói ít. Dạ. Chưa bao giờ nói thì ngày mai nói một câu thôi, rồi mai mốt nói lên hai câu, còn hơn là không bao giờ nói. Cái thứ hai đó là cái sự căng thẳng của em, cái sự hoài nghi của em khi mà em nhận được những cái phản ứng của mọi người về nghề nghiệp của mình. Đó là vấn đề thứ hai chị muốn chia sẻ. Là thực ra chính em đã tự tin với cái lựa chọn nghề nghiệp của em chứ. Em có tin mình thành công không? Em có tin là mình đang chọn một con đường phù hợp không? Có. Em vẫn luôn luôn nói và em cũng muốn chia sẻ với cha mẹ là khi mà con đam mê thì con vẫn phải kiếm tiền để mà con có cuộc sống, chăm lo trước hết là bản thân con và sau đó là cho gia đình, cho cha mẹ. Hiện nay công việc của mình là gì?
công việc của em á, người mẫu tự do, em cũng đam mê ca hát. Nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ phải tạm gác lại nó để em tập trung vào một công việc. Em sẽ không bỏ. Nghĩa rằng là mình phải đi làm, mình có kinh tế. Thì em nghĩ đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời nếu như em làm được. Cứ đi làm một nghề nào đó để mình có kinh tế, mình lo lắng được cái cuộc sống vật chất cho mình, cho ba mẹ. Mà nó đang là câu chuyện mà em thấy là nó thật sự cần thiết, thì em cứ làm đi. Cái việc mà theo đuổi đam mê để có được sự thỏa mãn và có được một cái cuộc sống hạnh phúc á, nó phải có một cái điều kiện rất là quan trọng là em phải không có băn khoăn về kinh tế. Hoặc là em có bị khó khăn về kinh tế nhưng nó không là vấn đề làm cho em cảm thấy em lo. Có nghĩa là tôi nghèo mà tôi vẫn vui á. Có nghĩa là ở đây là gì? Chúng ta có những nghệ sĩ không có giàu, nhưng phải là cái câu chuyện giàu nghèo đối với họ không quan trọng. Thì cái niềm vui đó nó mới thực sự là một cái niềm vui. Và họ theo đuổi nghề nghiệp là chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi được sống với nghề, nhưng với điều kiện là tôi không được buồn khi chiều nay tôi ăn gì ta, tiền đâu tôi mua đồ ăn, ngày mai ủa giờ tiền đâu gửi cho cha mẹ ta. Có nghĩa là cái điều đó nó không phải là sự trăn trở của họ. Nhưng em ở đây là em vẫn cảm thấy là không, mình kinh tế mình phải ổn một chút. Nhưng mà có dự định sẽ quay lại nó trong tương lai? Dạ, sẽ có. Khi mà em nói em thích hoạt động nghệ thuật thì cụ thể là em muốn trở thành gì? Em muốn trở thành ca sĩ. Mới thành ca sĩ, em theo đuổi dòng nhạc nào? Em hát dòng trữ tình và bolero, sau này thì em hát nhạc trẻ. Mình đã từng đi hát ở đâu rồi? Dạ, em có tham gia những cái hoạt động nhỏ thôi. Em rất là mong muốn một ngày là em được hát trên sân khấu. Và em cũng có mong muốn là em trở thành một MC. Đã bao giờ mình hát tặng ba mẹ chưa? Dạ chưa. Em có sẵn sàng làm điều đó ở đây không? Có. Em dự định mình sẽ hát bài gì để tặng cho ba mẹ trong cái hoàn cảnh này? Như vậy thì em sẽ hát hai bài. Bài Tình Cha của Ngọc Sơn và bài Lòng Mẹ của Y Vân. Thì em sẽ mẹ đang theo dõi mình. Dạ, con xin gửi đến cha mẹ hai bài hát. Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi qua thềm. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Bài thứ hai là bài Lòng Mẹ, con muốn gửi tới mẹ một cách chân thành nhất. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru mang mát như dòng suối chiều rì rào, nắng mưa êm đềm vui cùng câu hát trẻ thơ. Có thể là con hát chưa có được hay hoặc là con bị quên lời, nhưng mà con nghĩ rằng đây là những cái mà con dành cho cha mẹ. Có thể là quý vị khán giả sẽ thấy em hát không được hay. Không, chị nghĩ là giọng của em nếu như mà mình rèn luyện, mình được hướng dẫn, nó hoàn toàn có thể được gọt giũa lại và nó có những cái bước tiến chứ không phải là không. Nhưng chắc chắn nó phải là một cái hành trình rất là gian nan. Nên chị mới hỏi là em có thật sự tự tin với cái điều mà mình chọn hay không là như vậy. Bởi vì nó không vậy nè. Khi em tin vào cái điều em chọn thì em không có bị lung lay bởi cái phản ứng người bên ngoài. Hy vọng là em tự tin, em sẽ có những cái thành tựu nhất định. Dạ, thời gian cảm ơn chị tới. Chị cũng hy vọng rằng là mình hãy bình thường hóa mong cầu của mình một chút, để mình thấy được rằng là ba mẹ cũng đang rất là nỗ lực yêu thương mình. Cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình rất là thật lòng. Dạ. Hy vọng là em đủ vững tin, bởi vì ở phía trước còn nhiều chuyện đợi em làm lắm. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa mới lắng nghe câu chuyện của một bạn trẻ vẫn còn đang rất là lay hoay, vẫn còn đang rất là hỗn độn trong suy nghĩ của mình, cần những cái sự an ủi và động viên từ rất là nhiều người thì mới có thể mạnh dạn bước tới. Âu cũng là một cái câu chuyện không có mang tính cá biệt, bởi vì chúng tôi tin rằng ngoài kia cũng rất nhiều các bạn trẻ vẫn đang hoang mang như vậy, bấp bênh như vậy trên cái hành trình mà mình đang đi. Đã chọn cái gì thì hãy tin vào cái điều mình chọn và sẵn sàng đón nhận những cái khó khăn, bởi vì chắc chắn nha các bạn, không có hành trình nào trên đời này nó dễ dàng hết trơn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và Ai Cũng Có Chuyện tuần này đến đây xin phép được tạm dừng. Rất là cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị khán giả. Và... rồi chị ơi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân ha, họ tên tuổi để không được quê quán của mình nha. Em tên là Trần Thị Thu Lợi ạ, sinh năm 1981. Hiện đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Trần Thị Thu Lợi hả chị hả? Thu Lợi ạ. Lệ hả? Dạ. 1981. Rồi, quê chị Lệ ở đâu chị? Quê em ở Hải Phòng, mà em vào trong này từ năm 1994, em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Là chị vào đây từ năm 1994. Là chị theo gia đình vào đây đúng không? Chị đang làm công việc gì ở Vũng Tàu à? Dạ, dược. Phiên dịch hả? Dược sĩ. Dược sĩ.
Rồi. À, chị dược sĩ là chị làm ở bệnh viện hay là chị bán quầy bán thuốc? Viện ạ. Bệnh viện nào chị? Em làm trong phòng y tế thuộc trung tâm bảo trợ xã tỉnh đó chị. Dược sĩ phòng y tế. Vâng. Chị đang sống ở Vũng Tàu là sống với ai đấy chị? Dạ, sống với con trai của em với lại bố em ạ. À, như vậy là chị ly hôn hả? Ly hôn từ năm 2016. Vâng, ly hôn 2016. Con trai chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trai sinh năm 2012. À, rồi mình sống với nhau bao nhiêu lâu thì mình ly hôn? Tại sao mình ly hôn chị hai? Mình chủ động mình chia sẻ về bản thân mình đi chị. Dạ, em sống được 12 năm, cưới năm 2000, từ 11 năm, 2016 ly hôn. Là chị có một con trai duy nhất thôi. Hai con lớn thì sinh 2005, thì sinh 2012, con lớn thì ở. Sống với ai chị? Con lớn thì sống với ba. Sống cùng ba hả? Dạ. Yeah. Rồi, à, cái lý do mà hai vợ chồng chị ly hôn là cái gì chị? Chị ơi, cái của chị nó bị mất tiếng, em không có nghe được á. Em người khác. Sao chị? Nói ông xã em có người khác. Ừ. Là chị bắt quả tang hay sao? Nói chung 110 năm thì năm nào cũng có mà. Dạ chị Lệ ơi, nhờ chị là cầm cái điện thoại lên đó để cho cái tiếng nó thu vô tốt hơn á chị. Rồi tại vì nó hơi bị mất tiếng chút xíu. Rồi nhờ chị là năm nào cũng ngoại tình đó hả chị? Dạ. Mỗi năm một bà hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao 10 năm mà biết từ chị biết ông ấy ngoại tình từ năm chị kết hôn với ông ấy bao nhiêu lâu mà vẫn để cái mối quan hệ nó kéo dài tới 10 11 năm? Hai lúc mang bầu thằng lớn 2 tháng rưỡi thì biết. Và vẫn cố chấp để gọi là cho ông một đường ông quay lại hay sao? Dạ đúng rồi. Và cuối cùng là năm nào ông cũng cắm cho một cái sừng. Hả? Dạ. Rồi ông ngoại tình với ông về ông có vũ phu hay là ông ấy mặt nặng mày nhẹ với chị không? Nói chung là không có vũ phu nhưng mà hai vợ chồng thì không có tình chung. Vậy mà vẫn sinh thằng bé thứ hai ra? Bé thứ hai bị bất kế hoạch. Mà ngoại vậy thì đâu phải là ngoại tình vì chán vợ đâu đúng không? Vâng. Nên là vì vợ không đáp ứng đủ nhu cầu của ông ấy. Không, em hỏi thật mà. Em cũng biết. Là tại vì 10 năm ông ấy, 10 năm chị nói là hầu như năm nào ông cũng có, là tức là mỗi năm một người khác đúng không? Chứ không phải là một cái người mà nó có một cái mối quan hệ dài. Dạ đúng rồi. À, vậy thì cái gọi là cái động lực nào để chị quyết định chị ly hôn ông ấy? Nói chung là tới cái lúc cái người cuối cùng á thì về cùng bên gia đình bên chồng, tại vì cái người này thì cũng có điều kiện á, cái lo cho gia đình bên nhà chồng em thì nhà chồng cũng ra mặt ủng hộ bên phía chồng em cuối cùng. Mà cuối cùng là bây giờ ông đang lấy cái người cuối cùng rồi. Không phải người cuối cùng nữa mà cũng quen thêm nhiều người nữa thì mới lấy người khác. Chung giờ về sống với nhau như thế đấy, chúng cũng không có cưới hỏi gì. À, nói chung là nhà chồng chị là cũng là sống vật chất đấy đúng không? Hiện tại cái thu nhập của chị một tháng ấy thì được khoảng bao nhiêu? Tổng thu nhập thì khoảng rơi vào tầm từ 15 tới 17 triệu ạ. Là nói chung là đủ để duy trì cái cuộc sống của hai mẹ con đúng không? Chị ở thành phố Vũng Tàu luôn hả? Không, em ở thị xã Phú Mỹ ạ. Phú Mỹ. Phú Mỹ là ngay giáp Đồng Nai ấy hả? Đâu, mãi dưới này Phú Mỹ nó gần với Bà Rịa chị. Rồi, vậy thì từ lúc mà chị ly hôn chồng là năm 2016 tới nay thì chị có một cái mối quan hệ nào khác không? Dạ không ạ. Rồi chị Lệ, chị có điểm mạnh điểm yếu gì không chị Lệ? Nói chung là điểm mạnh
quan tâm tới mọi người, lo cho gia đình. Điểm yếu thì mình chưa có, giống như kiểu là không dứt khoát rồi đó, thấy là không có dứt khoát rồi đó. Đúng không? Dạ. Chứ còn như người ta là phát hiện ra là một cái là cho lên đường, chứ trời ơi, nghĩ mấy cái đó rồi làm sao mà chị nghĩ làm sao mà người ta có thay đổi, có sửa chữa được chị. Rồi còn gì nữa không chị? Dạ không ạ. Nấu ăn nấu uống như sao chị? Chị có năng khiếu, có tài lẻ gì không? Nói chung là cũng nhiều nhiều tài lẻ, cũng biết nấu ăn. Dạ. Tài lẻ của chị là gì nữa này? Nấu ăn, cắm hoa, rồi nói chung là những cái việc của người phụ nữ thì em đều hát hò, hiểu nhớ được không? Hát được luôn. Hát được hả? Rồi hát thử một đoạn xem bọn em nghe xem nào. Hát sơ sơ, hát hát hay, đi làm ca sĩ nổi tiếng rồi chứ đâu có ngồi đây đi kiếm chồng nữa đâu trời. Hát karaoke thôi chứ cần hát một thuộc lời đi không? Trời ơi, chị mà hát được karaoke là chị xịn rồi đó. Em mà không hát được karaoke đó, đâu phải ai muốn hát karaoke cũng được đâu chị. Rồi chị hát một đoạn đi. Không thuộc lời hát rồi. Trời ơi, bài gì? Bài tủ là bài gì? Chả lẽ bài tủ lại không thuộc lời? Rồi cho đợi nha, khi nào mà được lên chương trình thì chuẩn bị sẵn bài hát rồi lên hát ha chị ha. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một mẫu người như thế nào ạ? Nói chung cũng không quan trọng về hình thức, công việc thì ổn định, với lại cùng hoàn cảnh như mình, biết quan tâm chia sẻ, nói chung là tôn trọng đối phương. Cùng hoàn cảnh tức là người ta đang nuôi con cũng được đúng không? Dạ, nuôi con cũng được. Thôi là có người nào mà quá vợ thì sẽ tốt hơn. Rồi, về ngoại hình không quan trọng nhưng mà chị cao mét bao nhiêu ạ? Cao có mét 53 thôi ạ. Dạ rồi. Tuổi tác của bạn trai thì sao chị? Tuổi tác thì nói chung là không chênh lệch quá nhiều, hơn em khoảng tầm nói chung là 10 tuổi đổ lại thì được. Nhỏ tuổi hơn chị được không? Nhỏ thì cũng đừng nhỏ quá. Tối đa bao nhiêu tuổi thì được chị? Nhỏ thì khoảng tầm 1-2 tuổi thì được chứ nhỏ quá. Quê quán chị có yêu cầu không ạ? Nếu mà được người miền Nam thì sẽ tốt hơn, tại sợ người trai miền Bắc lắm ấy. Lấy có một ông chồng miền Bắc thôi mà đã sợ trai miền Bắc rồi. Chồng cũ của chị quê ở đâu? Quê ở Bắc Giang ạ. Rồi về cái yêu cầu khác thì sao chị? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu không? Thì nói chung là công việc ổn định đó chị. Ổn định ví dụ như tài xế rồi các thứ này kia được không? Tài xế cũng có công việc ổn định đó, cũng làm cho công ty, cũng chạy ổn định đó được không? Tài xế tại vì chồng cũ của em cũng làm tài xế. Vậy thì chị phải ví dụ như chị không thích công việc nào hay gì đó thì chị nói cụ thể ra đi. Dạ, nói chung là em không thích chồng làm tài xế. Rồi, trừ cái đó thôi đúng không? Dạ rồi, còn yêu cầu gì nữa không chị? Tạm thời như vậy thôi ạ. Rồi, ok chị ha. Rồi, hôm nay bên em phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ với chị sau ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị Lệ. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Chị có thể thoát cuộc gọi được rồi ấy chị. Em ở ngoài cũng khá cao ấy ạ. Em mấy bao nhiêu? Em 1m63 chị ạ. Nhưng mà gia đình em có chấp nhận, nếu ví dụ bây giờ nha, bạn chị sẽ giới thiệu cho em một bạn trai đang ở Sài Gòn, thì gia đình em có chấp nhận để em đi vào Sài Gòn không? Em nghĩ là nếu như mà em và bạn đấy phù hợp và phía
công việc của em, nếu mà em ổn định được ở trong đấy thì em sẽ vào đấy ạ, bởi vì trong Sài Gòn em cũng có người thân ở trong đấy ạ. Mà chấp nhận vào nếu công việc phù hợp đúng không? Vâng. Theo tuổi tác của bạn trai thì sao? Dạ, tuổi tác thì em hy vọng, em mong là em sẽ quen được một bạn nam mà độ tuổi từ sinh năm 90 đến bằng tuổi em thì ạ, nhưng mà trừ sinh năm 94 chị ạ. Đấy. Bố mẹ em cứ bảo là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà em thấy hai tuổi 94, 97 không hợp nhau, nên là em cứ cố gắng được tránh được là tốt ạ. Vâng. Rồi, về quê quán thì sao? Dạ. Quê quán có bạn trai thì sao? Em có yêu cầu không? Em nào có không thích vùng miền nào không? Em không thích bạn nam nói nhiều và hút thuốc chị ạ. Ra Thanh Hóa được không? Thanh Hóa chắc em nghĩ là em ngồi chị ạ. Em trước em vướng một lần là em cũng thấy sợ lắm. Không, nhưng mà em thấy quan điểm sống của cái bạn nam em quen ở người Thanh Hóa, em thấy sống cho các cái quan điểm sống khó dung hòa đối với nhà em chị ạ. Thực ra người Nam Định là rất là người Nam Định họ không thích người Thanh Hóa. Đúng là đến chưa đến lượt bố mẹ em từ chối đó, mà gia đình người ta đã từ chối em trước rồi đó. Rồi về còn những yêu cầu khác về bạn trai thì sao, ngoài cái trên mét bảy đó thì về cái style của bạn trai đi, về cái ăn mặc của bạn trai thì em sẽ thường em sẽ bị thu hút bằng cái điểm nào đầu tiên? Em thường bị thu hút bởi một hình tượng người đàn ông trưởng thành chững chạc chưa. Em không quan trọng là người đấy nhìn có nổi bật hay là nhìn có lịch lãm hay không, em chỉ quan trọng là người đàn ông đấy biết lo cho gia đình thôi ạ, bởi vì em cũng có tuổi rồi nên là em không dám đòi hỏi cao chị ạ. Không, ý là tức là lo cho gia đình thì sau này khi mà tụi em tìm hiểu nhau tụi em mới biết được người ta có quan tâm chăm sóc cho gia đình hay không. Cái Vâng. mà chị đang hỏi là ví dụ như cái ấn tượng ban đầu khi mà em gặp người ta trên sân khấu á, thì Vâng. em sẽ thường gọi là những cái chàng trai như thế nào, họ sẽ cho em một cái cảm giác là à em muốn hẹn hò với cái người này. Cái đầu tiên, dạ, cái đầu tiên em nhìn vào khi mà em ấn tượng là về làn da chị ạ. Em không thích con trai da trắng ạ. Em thích con trai da ngăm ngăm một chút. Em cảm giác như thế thì khá là khỏe mạnh. Rồi còn gì nữa không? Ăn mặc đi, thích quần tây sơ mi hay là đồ thể thao sport? Em thích người mặc quần áo đồ thể thao ạ. Rộng rãi thì cảm giác là sẽ có em thấy có thiện cảm hơn ấy. Em bị gò bó quá trong quần áo hơn là quần áo sơ mi ạ. Rồi thể thao cho khỏe khoắn. Em có chơi các môn thể thao nào Thể thao thì em chưa có chơi cầu lông, nhưng mà do công việc đi làm với em bây giờ, hiện tại bây giờ thì em không có nhiều thời gian để dành cho thể thao ạ. Dạ. Còn có điều gì ở bạn trai mà em không thích ngoài cái nói nhiều và hút thuốc không? Còn điểm gì khác không? Em quen được một người mà có tiếng nói ở trong gia đình ạ. Em không muốn một người mà bị phụ thuộc quá nhiều vào gia đình và không có chính kiến riêng của mình ạ. Dạ. Ok, cảm ơn Trang nha. Hôm nay bên chị phỏng vấn sơ lược thôi nha. Có người Vâng. phù hợp thì bên chị sẽ liên hệ trước, nhưng mà báo em trước bao lâu thì được. Em mong là báo trước em từ 10 đến 15 ngày ạ. Em sắp xếp công việc thì em mới xử lý được ạ. Ok em, rồi có gì bên chương trình sẽ báo trước em tầm đó ha. Là mình giới thiệu về bản thân mình, giúp em họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nha. Chị tên là Thu, chị năm nay là 36 tuổi, là tuổi thật của chị năm 89. Hiện tại chị đang là giáo viên tiểu học Chị biên chế dạy nhà không nước, chị đang dạy ở quận 11 ạ. chị? Rồi là quê quán chị ở đâu? Quê chị thì ở Nghệ An.
Chị vô đây chị ở với ai? Chị thì chị ở với con chị đã có một đứa con trai. Ủa, bạn Thu là hình như ở cùng nhà với bạn Thảo mới phát sinh xong đúng không? À, không có ở cùng nhà, nhưng mà tại nhà chị đã đang đi làm về á, cho nên đang tập sẵn đây luôn một chút. À, là hai chị em dạy cùng trường luôn. Đúng rồi. Ok, thì mình chia sẻ tiếp đi Thu. Dạ, thì về em thì đã có một đời chồng. À, có một bé trai là năm nay cháu là học lớp 9 rồi, thì đã 15 tuổi rồi. Dạ. Rồi cái cuộc ly hôn của chị như thế nào, cuộc hôn nhân của chị như thế nào? À, là chị thì chỉ có một cái mối tình duy nhất, cũng là người chồng nó luôn. Thì khi lớn lên thì quen một người đó và lấy chồng, nhưng mà lấy được 2 tháng thì chồng đi xuất khẩu lao động. Đấy thì xong rồi khi được 2 tháng thì chị có bầu, vừa mới có bầu thì chồng chị đi nước ngoài, và đi đến khi con chị được 2 năm 4 tháng thì có về thăm mẹ con được hơn 1 tháng. Và không có tung tích gì sao, không có liên hệ lạc quá? Có, cũng có liên hệ. Cái đoạn đầu thì gia đình vẫn là liên hệ bình thường, vẫn là liên lạc với nhau thường xuyên đấy. Thì sau đó thì chồng về 2012 là bắt đầu chồng về thăm hai mẹ con, thì sau được hơn 1 tháng là quay lại ở bên tiệp khác để làm việc. Thì sau đó là bắt đầu có cái sự quan hệ ngoài luồng, bắt đầu ngoại tình, và cho tới hiện tại thì chồng chị đã có 2 người con riêng ở bên đó. Thì thực ra như bản thân chị thì cũng coi như là ly thân, là cũng không lâu lắm rồi, không có gặp nhau mấy năm rồi, nhưng mà mới kết hợp ly dị thì là chưa dứt khoát trên giấy tờ mà theo cái dạng là ly thân mấy năm vậy đó. Nhưng mà bây giờ là chị đã dứt khoát chưa? Bây giờ là chị là đang ở trong cái là ly 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 thân, chứ còn mà ký giấy tờ thì là chưa. Rồi ok, vậy em cũng xin nói luôn. Thì họ, cái trường hợp của chị thì không có tham gia ghi hình bạn muốn hẹn hò bên em được đâu chị. Là mình phải thông giấy tờ, mình phải có giấy xác nhận độc thân rõ ràng thì bên em mới là được phép ghi hình ha chị ha. Còn chị đang có hôn thú với anh à, mặc dù là có ly thân thiệt, nhưng mà trên mặt pháp lý thì tụi em cũng vẫn là ly, còn sinh sống với anh. Nên là chị khi nào mà giải quyết thủ tục hồ sơ các kiểu xong rồi là mới là liên hệ lại bên em để ghi hình ha chị ha. Rồi, em cảm ơn chị ạ. À. Em chào chị. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ, bộ phỏng vấn.